chào bạn Phạm Khuông, Cú Tý, Lê Thọ, Tổ Nội Hoàng Duy Hùng, chú An Tuấn, Tâm Nguyễn, Bình Trần, Tuấn Trần và lẽ nhiên có một số người đang ngồi bên dưới mà không tiện chào hỏi. Các bạn không lên tiếng này không biết, xin làm ơn mọi người cho biết là có nghe rõ không. Cao sĩ Lệ Hằng đang kể công đó, nói là làm chế, anh đi ngủ chế, đằng nào anh cũng thức. Thì làm chế thì nhiều người vào xem, tại vì làm sớm quá thì bà con chưa kịp. Vâng, cảm ơn các bạn đã trả lời cho biết số 1. Hình đẹp không các bạn? Mấy thằng bên kia nói sao chuẩn bị xuyên tạc, nhà báo bị hai cảnh sát bắt. Cái gì mà Trung Anh nói ghê quá vậy, tạm biệt anh chị em, mượn lời Minh Vũ gửi đến anh chị em, bye bye. Không biết chuyện gì đây, sáng giật cả mình khi thấy điện thoại rung rung, tưởng là có tiếng tinh tinh nào đó nên hò hởi định xem, ai dè nhìn thấy báo tin là Hàn Quốc vọt lên cái có 621.328 ca nhiễm, ca tử vong trong ngày tăng lên rất cao là 429 người một ngày, ca trở nặng cũng lên tới 1.159 ca. Thì ai bảo Omicron là nhẹ rồi, là bệnh thông thường thì cứ tiếp, cứ việc suy nghĩ tiếp. Mình thấy vẫn phải cẩn thận tối đa có thể. Đến ra ngoài làm cốc cà phê thư giãn, về nhà về cái chỉ nhìn ảnh lên 7 vạch vu là đủ ngất luôn rồi đấy. Vâng, chúc cho tất cả anh chị em Việt kiều bên Hàn Quốc, đây là bản tin ở bên Hàn Quốc gửi cho tôi. Ở bên quận Cam thì bữa nay thì tương đối là rất là phấn khởi, xuống rất là thấp, có 259 ca thôi, ca mới, còn bị chết thì 11 người chết. Thì cái số người chết cũng có giảm, nhưng mà cả lễ tuần lễ này thì nó cũng sập sình từ khoảng chừng 8, 9, 10, 11 người thôi. Cảnh sát bắt xong rồi cái tặng luôn cái một cây cây bút có viết chữ là cái này, nhìn không nhận à, đây rồi, đây đây là cái danh thiếp của ông cảnh sát trưởng và cái bút của cảnh sát Westminster để dùng làm đi ghi chép. Còn cái còn một cái nón nữa nhá, chắc phải ngày mai tới lấy, tại vì cái cô mà cô giữ kho cô về sớm quá. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng tôi đã được có một buổi tiếp xúc với cảnh sát trưởng của Westminster. Thì không biết các nhà ông nhà báo khác ở quận Cam thì sao thì không biết. Đây là tân cảnh sát trưởng Westminster và ông đã trong buổi tình cờ để gặp ông nói chuyện và chúng tôi hẹn bữa nay tới để phỏng vấn. Thì bài viết ông này có một cái đặc biệt, ông nói ông không phỏng vấn bằng video bao giờ hết, chưa phỏng vấn. Ông bảo ông không thích trường mặt và ông chỉ phỏng vấn trong những trường hợp có cái sự kiện, có một cái sự kiện gì liên quan tới cảnh sát đó, là live ấy, thì ông tất cả các báo chí này kia quay phim thì chỉ cái chuyện là chuyện bình thường, còn cái là man to man, face to face, tức là đối mặt với nhau mà từng người một thì ông không có làm. Thành ra chúng tôi chỉ có thu âm này, thu âm về để viết cái bài viết. Thì cũng chỉ tin loanh quanh trong thành phố Westminster. Thì chúng tôi sẽ trả lời các bạn sau. Thì bữa hôm nay chúng tôi muốn mời các bạn, quên mất, mình phải set up cái này. Bữa nay muốn chiếu phim. Chiếu phim thì mình lại phải chuẩn bị cái khác. Các bạn chờ cho một chút. Quên mất là bữa nay mình phải chiếu phim. Tại vì mình mổ băng mà. Mình mổ băng thì mình phải chiếu phim.
Vâng, thưa các bạn, thì tin quận Cam thì tình hình cũng vẫn không có gì. Đó. Và có ba người ra ứng cử, ba chức dân biểu ở ba đơn vị khác nhau, ba người Việt Nam. Trong đó ông có ông Phạm Kim Long, ông quên mất người trên giữa, và cô ba người. Để ngày mai thì tôi sẽ lấy tin tức, tại vì mới được biết xong, thành ra cũng chưa có. Chiều đó mở cửa từ hôm qua rồi, mở ngay ngày hôm qua thì tôi đã nói là tôi đã đoán được rồi, là cái anh ta đóng 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 kênh. Đấy. Tại vì những cái đề tài nó quá nhạy cảm, có ảnh hưởng tới ông tướng Trương Lượng Hy, thành ra anh ta sẽ phải đóng đóng thì mở cái kênh khác ngay lập tức. Cái con sự đó làm sao mà im lặng được. Chào các bạn vào sau nha. Vâng, đấy, vào giờ này là Hà Dương có thể vào được này, thấy không? Như rất nhiều bạn mấy dùng vào trễ, thì điều này chắc phải cảm ơn ca sĩ Lệ Hằng. Ca sĩ Lệ Hằng đã giúp cho cái đề nghị là anh đằng nào anh cũng làm trễ, thức khuya thì thôi mình làm trễ nhé, một tiếng nữa cũng không sao. Thành ra chúng tôi làm lại đúng 10 giờ ở bên Mỹ, thì tức là 12 giờ trưa ở Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 10 giờ 15 phút ngày 16 tháng 3 năm 2022 tại California. Ở bên Việt Nam các bạn bây giờ là 12 giờ 15 phút ngày 17 tháng 3 năm 2022. Vâng, thưa các bạn, tình hình thì thật sự rằng tất cả mọi người, tất cả trên thế giới, tin tức đều đổ dồn vào trong cái sự kiện lớn của thế kỷ, đó là Ukraine và Russia, tức là Nga. Và vị tướng thứ tư của Nga đã bị tử nạn. Ông này là một người rất giỏi. Ông tướng thứ ba này của Nga là tên là Oleg Mitaev. Ông này là vị tướng nổi tiếng của Nga ở trận chiến Syria. Ông đã cũng làm cho quân đội Mỹ rất là kinh ngạc trước cái tài chiến đấu của quân đội Nga ở Syria. Nhưng không may cho ông đã bị tử nạn. Ông ở trong đơn vị 2 đã bị thì đây. Đây là vị tướng thứ tư của Nga đã mất. Và người ta nghĩ rằng nếu mà cuộc hiện tại bây giờ có khoảng chừng 50 tướng lĩnh của Nga trên khắp các mặt trận ở Ukraine, mà chỉ cần một bao nhiêu để coi. Ông tướng Mitaev bị giết gần tại sao tôi không mở trên này đọc cho nó dễ nhỉ? Và ngày hôm nay cũng có một cái phiên họp của ông Putin, và rất là đặc biệt, ông ngồi một cái bàn rất là xa trong một cái đại sảnh rất là rộng, và tất cả nội các đều đứng ở bên ngoài, không có ai ngồi hết, không ai được ngồi hết, đứng ở bên vòng ngay cửa thôi. Thì người ta đoán rằng ông sợ ám sát, sợ ngồi gần ám sát. Nhưng mà cái tầm mà thế dụ người ta có mang súng ám sát đâu, người ta vẫn ám sát như thường. Thì sợ rằng cái là súng ống thì chắc chắn là bị kiểm soát trước khi vào phòng họp, kể cả những người thân cận. Nhưng mà thí dụ giao giết thì sao, thì nó cũng có thể là khám. Thành ra ông cứ đứng xa đi, dù anh nào có giao thì chạy tới cũng đủ thời gian cho cận vệ ông ngăn cản.
Ông là vị tướng thứ tư được cho là đã thiệt mạng, khiến cho một số người đặt câu hỏi tại sao các thành viên cao cấp của quân đội Nga lại ở gần chiến tuyến như vậy. Chúng tôi rất là ngạc nhiên, có lẽ là nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ hay sao, tại vì binh sĩ Nga đã bị rất là mang tiếng là đã bị hầu như là thối chí, không có tinh thần chiến đấu. Thì và thành ra các tướng lãnh nó phải ra tận trận tiền phương để mà gần sát gần với lại các binh sĩ để nâng đỡ tinh thần. Thì hiện tại bây giờ có khoảng chừng lúc nãy tôi nói 20 tướng lĩnh đang chỉ huy tại chiến dịch ở Ukraine. Nếu mà tất cả 20 ông này đều chết hết á, thì được là 1/5 số tướng lãnh của Nga đã bị giết. Tức là khoảng chừng là bên Nga giờ có khoảng chừng 100 tướng lĩnh, mà bây giờ thí dụ 20 ông này đều chết tại Ukraine. Và bây giờ tại sao người Ukraine chiến thắng, là thật sự nói rằng chiến thắng thì không, chưa chiến thắng được, nhưng mà hiện tại đã cầm chân được quân đội Nga, coi như là lúc mà 24 tháng giêng mà ông 24 tháng 2 ông bắt đầu ra lệnh tấn công, thì ông nói rằng 72 tiếng đồng hồ, ông Putin nói rằng 72 tiếng đồng hồ. Không biết bây giờ mình nói là Putin hay là mình nói là Putin, tại vì có một ông học giả Bùi Bùi ngu ngốc vậy đó ở trong nước đề nghị không dùng chữ H, không dùng chữ P đơn mà phải dùng chữ PH kèm. Thành ra nếu mà đọc ông Putin là không đúng với lại cái chữ của ông Bùi ngu ngốc này ông đề nghị đấy. Ra thì nhiều khi người ta học càng nhiều nó nhiều khi trở thành lầm cẩm. Hồi xưa đã có ông Bùi Hiển nha. Cái gì là trục trặc thì đọc theo cái chữ mới của ông Bùi Hiển là cục cặc. Ngu ơi là ngu. Vâng, thưa các khán giả, thì cái một bản tin nữa là ông thị trưởng của thành phố đã được trời ơi, nhớ nhớ tên cái mấy cái thành phố này mà viết bằng tiếng Nga rất là khó, các bạn biết không? Thành phố gần biển ở phía phía tây đấy, bờ biển phía tây đấy, thì Monipul. Thì ông thị trưởng đã được thả, nhưng mà đổi lại thì bên Ukraine phải thả cho 9 sĩ quan cao cấp của Nga, và cuộc trao đổi đã thành công. Còn ngày hôm nay thì Thượng viện Mỹ đã, ông Joe Biden đó, là một tổng thống rất dở của Mỹ, nhưng mà ngày hôm nay thì ông trở thành một người hùng của nước Mỹ. Là tại sao? Tại vì ông đã kết hợp được hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, là hai đảng từ xưa nay chống nhau kịch liệt, nhưng mà trong vài tuần qua đó hai đảng này rất là khăng khít với nhau và đã thông qua được cái gói cứu trợ cho Ukraine cũng như là cái chi phí quốc phòng của Mỹ, tránh cho được một tình trạng mà cái nước Mỹ phải không có tiền, ngưng tiền cứ đầu năm. Thì nước Mỹ này thường cái các quốc hội sẽ bàn thảo về vấn đề ngân sách của quốc gia. Thì ngày hôm nay Thượng viện bỏ phiếu kết án Putin là một tội phạm chiến tranh. Lần đầu tiên thì ngay lập tức ông Putin đã lên án ông Joe Biden là kẻ gây chiến với Nga. Tôi nghe tôi cũng hơi buồn cười. Một người mang quân đi xâm chiếm một nước khác. Tôi đang không nói cái vấn đề lý do như thế này, không nói lý do bàn cãi về lịch sử hay cái gì hết. Các bạn đừng có mang chuyện đó ra với tôi chỉ đánh đánh giá sự kiện hiện tại. Thì bất cứ một người nào mà mang một cái quân mà đi vào nước khác mà xâm chiếm, đó là rất là ỷ mạnh hiếp yếu, là tôi thấy là bất mãn rồi. Thì không những một mình tôi mà cả thế giới luôn. Ngày hôm nay có một bạn trên Zalo, và tôi đã nói tôi không đá bạn ra, nhưng mà tôi nói là tôi không muốn tranh luận với bạn.
thì bạn ta gọi là cưng bênh Nga cực kỳ luôn. Mà tôi nói rằng tôi nhận rất nhiều bản tin này trong nước, các phóng viên trong nước gửi cho tôi đó, và họ chống Nga, họ chống lại cái tội ác, họ chống lại cái sự bất công. Thì tôi nói với anh ta đó, anh ta cũng có trong trong cái kênh YouTube này của tôi này. Tôi nói với anh ta đó, thế nói nếu mà nói rằng đó là lỗi tại Ukraine, ok, thành ra Nga mới phải mang quân đánh. Vậy thì năm 1979 trận chiến Việt Trung thì sao? Cũng lại lỗi tại nhà nước Việt Nam, thành ra họ mang quân đánh. Thì anh ta kể rồi lịch sử này lịch sử kia dài dòng văn tự lắm, tôi bảo tôi không có gì giả đọc. Nhưng đối với tôi, người nào mang quân là vô cớ tự nhiên đi vào đánh nước khác, ít ra đấy thằng Trung Quốc nó còn sợ mình, nó nể mình, nó rút lui sau 12 ngày. Đấy, nhưng bây giờ anh Nga đấy, anh Nga đang học một bài học. Chính người Ukraine đã dùng cái chiến thuật gọi là du kích và tấn công. Trong tuần vừa rồi đó, Mỹ đã gửi tới 7.000 tên lửa đủ loại hết, kể cả tên lửa trên trên xe đến kiểu vác vai, và để tấn công cả máy bay và bây giờ T-72 của Nga đó rất dụng như sung, mà hình ảnh có chiếu đàng hoàng. Tôi không nói những hình ảnh trong game nhé, trong cái video game này, cái chuyện không phải là trong cái chuyện này. Thì anh ta bảo tôi là bác có thấy rằng cái nhận định của bác không? Bữa trước bác khẳng định là Putin sẽ không đánh không không đánh Ukraine. Vậy bây giờ Putin đánh Ukraine thì bác thấy rằng nhận định của bác đúng hay sai? Tôi mới cười, tôi bảo rằng khi mà nhận định không phải lúc nào nó cũng đúng. Và không phải đó, ngay cả vấn đề mà khi mà ông Donald Trump mà thắng bà Hillary Clinton, tất cả ai cũng ngạc nhiên. Rồi tới khi ông Joe Biden thắng ông Donald Trump thì sao? Và cái trụ vụ Nga mà Ukraine tấn công, tôi chưa viết cái gì bình luận của tôi nha, tôi đã có bài bình luận nhưng tôi không viết gì hết, cho tới khi mà chấm dứt chiến tranh. Thì tất cả mọi người cũng đều nghĩ giống như tôi, ok, thành ra không phải là tôi một là một thằng ngu mà cả thế giới là thằng ngu. Mà tại sao chúng tôi ngu là tại vì chúng tôi đánh giá ông Putin là người rất là cao, tôi đánh giá cao tư cách của ông đó. Ai không ngờ rằng ông ấy là một thằng điên thì làm sao mình đoán được cái tư tưởng của thằng điên được. Và tôi bảo bạn, tôi không có gì để tôi nói chuyện với bạn ấy. Vâng, thì đó thì cả nói chuyện buồn cười một chút xíu. Thì ngày hôm nay thì bên Liên Hiệp Quốc cũng đã có một, không phải Liên Hiệp Quốc mà tòa án quốc tế đã xử cái đơn kiện của Ukraine với lại Nga. Thì họ đã xử, trong số 15 thành viên thì hai thành viên, một là người Nga và một người là Trung Quốc, bỏ phiếu chống. Còn lại 13 phiếu kia là lên án Nga là một vi phạm quy ước chiến tranh và tấn công Ukraine. Thế nhưng mà đó thì trong khi đó cái hội đồng Âu Châu họp, thì trước khi họ bỏ phiếu thì phái đoàn Nga đã bỏ trống, đã đi ra. Ở trong cái tòa án quốc tế cũng vậy, phái đoàn Nga không tới tham dự, chỉ có phái đoàn của Ukraine. Sau khi trình bày xong thì các thẩm phán bỏ phiếu quyết định. Còn ở bên hội đồng Âu Châu đó thì phái đoàn Nga cũng bỏ ra đi trước khi họ bỏ phiếu, là hội đồng Âu Châu đã loại Nga ra trước, ra khỏi thành viên của hội đồng Âu Châu. Và Nga đã cái là tuyên bố trước rằng tôi rút ra chứ không phải là tôi bị đuổi. Thì cái đó là cái kiểu mà Hoàng Duy Hùng rửa mặt thôi, cái rửa mặt thôi. Vâng, thưa các bạn, những cái chuyện chiến tranh
Bây giờ cũng là 10 giờ rưỡi để chúng tôi bắt đầu có thể là câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn trong ngày hôm nay. Sau đó thì chúng ta có thể nói những chuyện linh tinh được. Chúng ta bỏ qua các chánh kiến nhé, các bạn bênh Nga hay là bênh gì hết, nhưng bây giờ thì các bạn thấy rằng thế giới đang đi vào một cái chu kỳ hơi bất ngờ. Mời các bạn vào trong kênh của Duy Hùng Hoàng. Duy Hùng Hoàng bữa nay có gì đây để cho mọi người xem đây. Duy Hùng Hoàng ấy, bữa nay tới 1, 2, 3, 4, 5, hình như là tới 7 cái video rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái nào là cái A đâu? A đây, cái này cái đầu tiên. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm qua thì hai cái hình đó thì tôi đã nói rồi, thằng Sài Gòn vo ve nó chờ tôi. Hoàng Dung đổi tên nó rồi, không có chữ Sài Gòn mà nó có thể vo ve khắp nơi, từ nhà bếp ra cổ chiêu. Người ta có bài hát con cò bay lả bay la này, bay qua ruộng lúa bay về đồng xanh, phải không? Mà đằng này là con ruồi vo ve mà. Để con ruồi vo ve thì bay từ nhà bếp bay vào cổ chiêu, đúng không? Thì hôm qua nó vo ve, nó bảo rằng, tôi bảo rằng nó sẽ giải mã và tôi cho nó một vài cái ý kiến để mà nó giải mã, tại vì nó sẽ có lý do mà đúng như là tôi đã đoán, nhưng mà không phải một lý do mà nó tới ba người ba lý do luôn, nghĩa là không cái lý do nào đúng cái lý do nào hết. Thế mới hay. Không chạy là tại vì tôi chưa mở máy ấy. Hà Dương, nghe được hình minh họa không chạy, tôi chưa có mở máy. Đang nói chuyện có nhìn thấy hình cả Sài Gòn vo ve rồi, được là tốt rồi. Vâng, thì bây giờ tôi chạy thử coi các bạn nghe có được hay không nha, xong rồi để chúng ta nói chuyện tiếp. Mở 14 tay. Quý vị nghe được không ạ? Mới vừa qua 2 ngày. Quý vị nghe được không ạ? Thì quý vị xem cái clip sau đây của bữa nói chuyện là bữa 14 tây, và tại sao 4 tây như thế nào thì tự quý vị đánh giá nha. Cái này luôn nó còn bí mật nữa, còn số tiền còn là hết băng không à. Nha. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả thân yêu. Vậy thì anh hỏi em câu hỏi nha, em có ngại thơm em một cái không? Ok anh, cảm ơn. Đừng nghe nhiều. Chào các bạn, có nghe được không? Thì đây là cái phần đầu, một phần thôi. Vâng, cảm ơn cô Tý, cảm ơn Đặng Văn Ngọc. Thì hai tấm hình mà hôm qua tôi đưa đó, thì thằng vo ve bữa nay, tại vì Hoàng Duy Hùng gọi là vo ve chứ không gọi Sài Gòn nữa, và tại vì nó tránh cái tiếng là nó bị chê trách tại sao nó không gọi là thành phố Hồ Chí Minh, thành ra nó tránh nói tiếng Sài Gòn để không bị bị chê trách. Thì cái video này đó là theo lời của thằng vo ve, nó nói là nó đón Hoàng Duy Hùng, và tôi sẽ phân tích từng đoạn
Mà cái hình ảnh mà thằng Hoàng Duy Hùng này nó hôn với lại thằng vo ve này đó ngay ngoài đường, mà chúng tôi thấy rằng á, ở bên Việt Nam á, khi người ta hôn nhau người ta tìm ngõ hẻm, bên Mỹ đó thì hôn ngay ngoài đường, hôn công khai. Thế nhưng mà ở bên Mỹ mà người ta đi tiểu đó thì người ta đi tiểu ở trong nhà vệ sinh kín đáo, còn Việt Nam thì đi tiểu đường nhiều lắm đó. Tại vì cứ uống rượu say trong đang chạy xe đó, đậu xe xuống là tè một phát không sao hết. Thì nó ngược lại, mà bên Mỹ đấy hai thằng đàn ông mà ôm vai nhau như thế này đó là đã bị gọi là BD rồi, rất kỵ, hay cả đứa hai đứa con gái vậy. Thành ra các bạn thấy rằng là bên Mỹ không bao giờ họ đi ngoài đường họ nắm tay nhau, không có, trừ mấy ông Việt Nam đi qua đây á thì mấy đứa trẻ nó gọi là mấy ông HO, HO đó thì không, Việt Nam mình thì hay vợ chồng ấy, hay nắm tay đúng đắn vậy, không, mà bên Mỹ thì nó ít lắm, mặc ai nấy đi mà cứ nắm. Thành ra mà hai đứa con gái hoặc là hai đứa con trai mà nắm tay nhau thì nó bảo là BD, thằng Hoàng Diệu nó làm cái trò này nha. Mà quý vị nhớ rằng trong cái video của Minh Tiến ấy, chắc chắn Minh Tiến còn giữ và tôi cũng có luôn, chính Hoàng Duy Hùng nói ấy, Hoàng Duy Hùng bữa nay là đang độc thân, thì tôi biết nó bắn tiếng cho mấy người phụ nữ Việt Nam ấy, muốn lấy chồng Mỹ này, thì đại gia nó muốn bắn tiếng. Xong rồi nó nói rằng á, nhưng mà trong có rất nhiều cậu trẻ và thanh niên trẻ cũng có liên lạc với tôi, thì tôi trả lời tôi bảo bây giờ nếu mà ai yêu Hoàng Duy Hùng thì nam nữ thì yêu luôn, thì bữa nay nó chứng minh cái lời nói đó của nó. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đang nghe. Vậy thì anh hỏi em câu hỏi nha, em có gãi thơm em một cái không? Ok anh, cảm ơn. Tôi nghe nhiều. Đi cô ơi, tôi nghe nhá. Có bạn bảo nghe nhỏ. Tôi mở hết cỡ rồi đó, nghe âm thanh mở hết cỡ rồi các bạn. Có. Nếu mà mở lớn quá thì nó ồn, các bạn biết không? Tôi khi mà tôi lên studio đó thì tôi sẽ đưa này lên, tôi sẽ ghép cái video này vào. Thọ Lê nghe số 1 đúng rồi, các bạn nào nghe nhỏ mà những người khác mà nghe được thì ok. Anh em mình gặp nhau nghe. Đây là một đoạn khác. Sư phụ. Sư phụ. Quán này là nói gì thấy không? Quán sư phụ. Sẽ có những cái đoạn clip ngắn tiếp cận ở đó quý vị các bạn và cũng xin cùng quý vị khán giả và hôm nay cũng là một bữa cơm và đó là rất là thân mật, cũng anh chị em với nhau là thấm tình và tình nghĩa anh em với nhau và chị em với nhau, thì hôm nay là bữa cơm tạm biệt chia tay với anh Hoàng Duy Hùng, thay đổi với tên thân thương là anh Hùng. Thì có chị Thúy Sân hôm nay ở đây, chị có cảm nhận gì thời gian vừa qua khi anh Hùng trở lại thành phố Hồ Chí Minh gặp chị em mình, và hôm nay là ngày mai là anh Hùng đã trở lại miền Bắc rồi, và anh có thể là tiếp xúc đi các tỉnh phía Bắc nữa, rồi anh cũng có thể là trở về bên Mỹ, cũng hy vọng gì đó thì anh Hùng sẽ trở lại gặp chị em chúng ta. Thì
Theo chị Thúy Sơn có suy nghĩ gì à, cho bữa tiệc hôm nay, bữa tiệc tạm chia tay à, thưa chị ạ? À, tôi chiếu cái đoạn này khoảng chừng 14 phút xong đó đó, thì tôi sẽ mời các bạn đi qua những cái đoạn tôi cắt ngắn ra khoảng chừng 1 phút 2 phút và chúng ta sẽ phân tích sau nha. Nhưng mà các bạn để ý nghe nha. Bà Tuyết Xuân bà ngồi đây á, bà đeo cái ví gần chiếc ngực nha. Mà bà ôm chặt trong người của bà đó, không biết bà sợ hai thằng này nó cướp hay sao. Ok, bây giờ các bạn chịu khó nghe à, còn khoảng 11 phút nữa xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nha. Để mình bắt cá ở dưới kia thôi. Nói lên
chứ không thì người ta sẽ hiểu là cái gì đó. Nhưng này là cái gì của YouTube thì YouTube nó rất là rộng rãi. Nhờ đi về đây, đi tham quan, quay những cảnh non nước Bắc Nam gì đó, nó thấy là cần có sự tham giao và muốn cho những cái hình ảnh của đất nước mình thật đẹp. Cho nên nó phải thưởng cho ông Hùng. Thế ông Hùng mới lấy như vậy, xin gửi chị. Thế là tiền của YouTube thằng này thì chị cầm dừng nha. Thì em nói sao tại vì nói thật trong đây là chủ đề là chị muốn ghi chị muốn ghi là thái hoàng thái hồ để có những chân trọng những ngày mà yêu quý thái hoàng thái hồ nhưng mà bây giờ họ cũng chịu thì thôi chị gửi lại cái số tiền này cho thầy con nha. Sơn không nhận thì Vivo cũng nhận cái sắp này coi như 8,000 rồi, từ từ mãi chờ sao ảnh dài đi rồi mình tiếp tải em tiếp nữa. Thì em tạm thời nhận của đồng đi, chứ còn nếu mà mình không nhận đó, thì em đồng vẫn buồn. Cái này có tiền YouTube nè. Anh đi thì được may mắn là YouTube nó thấy rằng là cảnh non nước của mình Việt Nam mình đẹp quá, nó cũng muốn là cho nước biển mà thế giới thấy cảnh đẹp như vậy. Ừ, bây giờ đây là của YouTube, anh em mình chia sẻ với nhau. Như vậy là cái số tiền này em giữ đó rồi làm sao mình tổ chức tiếp nha. Rồi, ok, như vậy là mình cũng cảm ơn anh Hùng đi rồi chứ hả? Thôi chị đại vậy thì cảm ơn đi, ngày hai chị em chia đôi. Người 4,000 nha. Coi như là gì gọi là đường chia đôi, không phải là chia đôi. Cái này đúng là hạng chia đôi. Cái này là tình nghĩa đi, tình nghĩa anh chị em mình nhá. Ok, cảm ơn đồng nhiều nha. Em cũng đại diện cho tất cả anh chị em, cảm ơn anh. Nhưng phần này là hai chị em chia đôi ha. Nếu mà bây giờ đếm cho bao nhiêu cái người tờ ha. Chia đều. Ăn tiếp, anh tiếp, ok. Ok, cảm ơn đồng nhiều nha. Bây giờ ba anh em chúng tôi tạm chia tay. Ở đây là nhờ có chị Tuyết Sư và anh Hồng cũng như Vi Lô. Bây giờ tạm biệt chia tay. Vui quá, hôm nay mấy anh em mình vui quá. Chị Tuyết Sư thấy sao đi, vui không? Trời ơi, quá vui luôn mà. Coi như là quả là phước mới. Vivo ơi, anh đừng đi về nhé.
rồi em cố gắng giữ gìn sức khỏe để anh còn về lại với em và với tất cả quý khán thính giả thân thương ở tại miền Nam này nhé. Rồi hôn lần nữa này, hôn cái nữa này. Nếu mà nói đọc xúc động thì không. Nén lại cái xúc động đó thì giữa trung tâm thành phố này thì nơi em sinh ra và lớn lên, thì nơi anh hôm nay em cũng có nhiều kỷ niệm. Bây giờ anh về tại Bắc đi tiếp tục những cái tỉnh mà anh cần đến đó. Mà anh trở lại Mỹ thì em rất mong sớm Việt Nam. Vậy thì anh hỏi em câu hỏi nha. Em có ngại thơm em một cái không? Ok, em có ngại thơm nhiều. Hey. Bữa nay nó làm được hai cái. Và chào quý khán giả của Sài Gòn Vivu và của tôi, và đây là chú em của tôi rất là thân thương. Anh em của chúng tôi thương nhau như vậy đó. Đi đâu cũng gọi Sài Gòn Vivu. Vivu ơi. Trong khoảng thời gian vừa qua anh được tiếp xúc nhau cũng có chút thời gian. Mong có điều gì mà sơ xuất thì mong cũng có vui lòng mở qua cho anh nhé. Ai cũng nói như vậy, nếu anh có sơ xuất gì đó thì cũng em cũng bỏ qua cho anh nha. Nhưng mà anh em mình hiểu nhau cũng sai rồi nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúng ta là thuận lợi quý vị khán giả hôm nay trên nhà. Vâng, thưa các bạn, đây là cái 41A, còn cái 41B nữa. Tôi đi từng khúc thì 41B đó là lúc đầu tiên gọi, thì tôi gọi là lấy cái này là okay, BD có 19 giây thôi. Vivu ơi, đừng em nhá. Anh em mình gặp nhau nghe. Rồi bây giờ qua cái C xong rồi cái mình sẽ cái này cái bán này 18 giây. Quán sư phụ. Quán sư phụ. Thì quán này là nó gì thấy không? Vâng, thì bây giờ trước khi qua cái D, bây giờ tôi xin dẫn nhập câu chuyện một chút xíu. Đây là D. Vâng, thưa các bạn, ở phần đầu các bạn nhớ cái lúc mà quay đầy thì thằng, các bạn để ý dùm cho tôi cái bản ăn nha. Thằng vo ve này đã lấy hết tiền. Tôi nghĩ là bà Tuyết Xuân mà không cần 4.000 như là nó nói. Nhưng mà quý vị thấy rằng thằng Hoàng Duy Hùng bắt đầu cái gì? Nó bảo nó gửi tiền cho bà Tuyết Xuân để mà bao những anh em. Nó rõ ràng lúc đầu nó nói mà cho các anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh nha. Bây giờ các bạn ấy, nghe lại nhé. Thay vì cái số tiền này á, là gửi cho ai đó xin 2.000, nhưng mà cái này á, là nhiều lắm á, tôi gửi cho anh em miền Nam, đây là do tiền YouTube gửi cho anh Hùng, cho nên đó là gửi chị. Nghe không? Đây là ở miền Nam, thì cái tiền này đó, thằng Hoàng Duy Hùng thì nó nói là 2.000, thì tôi đoán thì trong cái sấp mà lúc nãy mà mở ra cũng có thể khoảng 2.000, tại vì 10 tờ đó thì là 1.000, đúng không? Thì 20 tờ thì 2.000. Và tiền có bạn nói rằng tiền giả, tiền cúng âm phủ, tại vì Việt Nam mình bây giờ cấm cúng âm phủ bằng tiền đô la chứ không tại vì nếu bằng tiền kia đó thì kỳ quá, công lý đi đốt Bác Hồ thì nhá không được, nhá phải làm tiền đô la để vừa sang vừa chảnh và vừa đốt Tổng thống Mỹ. Thì đây thằng Hoàng Duy Hùng nói nhá, rõ ràng gửi cho anh em ở Việt Nam, quý vị nghe rõ dùng cho tôi. Cho nên đó là gửi chị tiếp tục nhá, cho anh em miền Nam chơi. Đấy, cho anh em miền Nam chơi nhá, chứ không phải cho thật, cho chơi,
chơi đây là chơi bời hay là chơi gì thì mình không biết. Thế nhưng mà các bạn nhìn giùm tôi cái bàn ra này, thằng xỉu đá và hai người này, tức là chỉ có ba người thì có thể thích hợp với một cái bàn ăn như thế này. Nhưng mà thằng xỉu đá lúc nãy nó lúc đầu tiên nó giới thiệu đó, đây là luật sư Hoàng Duy Hùng, đây là chị Tuyết Xuân, rồi và một vài anh em nữa, vì không muốn lên hình thành ra tôi không quay, để ám chỉ rằng trong này có rất nhiều người. Nhưng mà cái bàn ngồi như thế này là cái bàn kiểu ngồi chỉ có bốn ghế thôi, hai ghế này và ghế của thằng Sài Gòn Vo Ve bên này, các bạn thấy không? Đó là. Và tôi nhắc lại, bà này bà làm gì bà ngồi đây không dám hở cái ví ra, bà phải ôm cái ví trong người, tại vì không tin này, không tin cái thằng này, này, thằng lưu manh này. Nhưng mà tôi đã nói ngày hôm qua, đây là tiền trả lại cho bà Xuân, bà Tiết Xuân, bởi vì tiền này tiền đặt cọc, đấy, đưa trước cho Trần Văn Nam Sơn để đi qua Mỹ, qua Việt Nam để làm giấy tờ cưới bà Tiết Xuân. Thì cái điều này đó, thằng Sài Gòn Vo Ve bữa nay nó mới đưa ra là để giải tỏa. Nhưng mà đó, có ai cấm sau khi thằng Sài Gòn Vo Ve nhận được xong rồi lại đưa lại cho bà Tiết Xuân hay không? Cái chuyện đó chuyện mình cũng không biết, tại vì phần sau là không thấy nói. Nhưng mà cái điều nó sai ở đây là thằng Hoàng Duy Hùng nói rằng đưa cho bà Tuyết Xuân để mà cho các anh em Sài Gòn xài chơi. Mà tại sao bây giờ cuối cùng thì thằng Sài Gòn Vo Ve nó tự nó nói rằng chia làm đôi, tức là chỉ có hai người, bà Tuyết Xuân 4.000 đấy và thằng Sài Gòn Vo Ve 4.000. Nó nói 8.000, tại sao nó không đến? Dễ mà, 8.000 thì mà nó 80 tờ trong này, cái việc nhìn như có được 80 tờ. Mời các vị nghe tiếp. Chị Đức Sơn ơi, hôm nọ đó là bữa tiệc của các anh em YouTuber Việt Nam, biết rằng là chị cũng chi khá nhiều, nhưng mà kỳ này á, là chị Đức Sơn biết không, YouTube đã thương tôi lắm, nó tặng cho tôi gì tình đô lắm chị ơi. Chuyến đi này của tôi là nó bảo trợ cho tôi. Có thể bây giờ cái tin là tiền của YouTube nha, thì đấy là tiền đô của YouTube tôi lắm, cái buồn nó tâm thiệt. Nó đóng một cái trò hạt cạch cỡm, quý vị thấy không? Hề còn nghĩa là còn không biết nó nói ông Zelensky hề như nào chứ, nhưng mà tôi thấy thằng này nó còn hề hơn cả ông Zelensky, cầm tiền vậy, rất là hạ cấp, ngửi nhất đại khái. Thì bây giờ các bạn có tin rằng nó nói rằng bữa trước anh em ở trong Việt Nam làm một cái bữa tiệc mà chị Tuyết Xuân là người ứng nha, thì bây giờ nhờ chị đưa lại cho anh em, okay, đúng không? Hay là trả lại cho chị Tuyết Xuân? Mà một bữa tiệc tới 8.000 đô la, sao mà kinh thế, ăn cái gì? Mà bữa hôm nói cái bàn nhìn thấy, các bạn nhìn thấy bao nhiêu người? Giỏi lắm là không, chưa tới 10 người, nhưng tôi cho là 10 người thì chẳng hay 10 người. 10 người ăn mỗi người bao nhiêu? 800 à, 800 đô la thành như 10 người là 8.000 đô la. Quý vị có thể tin được một bữa tiệc tới 8.000 đô la không? Rồi nó nói rằng đây là tiền của YouTube cho nó, nhưng mà nó quên rằng nếu mày kiếm được 8.000 đô la trong cái tháng vừa rồi, mày chụp hình mày đưa lên. Okay. Còn nhiều, tao làm YouTube, nhiều người làm YouTube, cái view của mày ở bên Việt Nam á, nó xuống một cách thê thảm, không thể nào mày có được 8.000. Hồi xưa mày ở bên Mỹ mày chửi nhà nước Việt Nam, thành ra nhiều người vào xem đó, nhiều xem để coi mày chửi cái gì. Còn bây giờ mày về đây á, thì mày nịnh bợ nhà nước Việt Nam, mày lên trên Tây Ninh không? Mày nói rằng bây giờ không ngờ Tây Ninh bây giờ xe cộ nó là cái gì còn hơn cả thành phố Houston,
mày nịnh thì nịnh cho vừa vừa thôi. Hồi xưa ngoài ở ngoài Hà Nội, mày nói Hà Nội thì còn hơn cả Los Angeles. Đấy. Mày biết rằng cái thành phố Houston của mày đó, thành phố không thôi nha, chứ không nói tiểu bang đó, 512 tỷ 200 triệu đô la tiền GDP vào tháng 8 năm 2021 thống kê. Thế ở bên Tây Ninh ấy, được khoảng chừng hình như là 830 triệu đô la, chưa tới 1 tỷ, mà bên kia người ta là 512 tỷ. Và mày nói gì thì nói kìa, người ta đi vào trong Google đánh chữ Traffic Jam Houston Picture, nó ra đầy hình của Houston. Nếu mà đánh tiếng Việt Nam cũng được nữa, thành phố, xe cộ thành phố Houston Picture, nó cũng ra đầy hết xe hai chiều trên xa lộ. Và nó nói rằng nó nhờ nó làm YouTube mà nó được 8.000 đô la, tại vì lại chơi trò diễn nghĩa đó, cũng giống như là kiểu mà bữa trước nó được trúng giải búa liềm vàng, có lẽ là vì 16 bài viết của tôi đăng trên báo Nhân Dân. Đấy, chuyên môn khoe mẽ. Bây giờ thì lại là nhờ nó đi làm YouTube, nó quay những cảnh ở Việt Nam, quay được mấy cảnh hả, thằng Nỡm. Mày biết người Bắc gọi thằng Nỡm là gì không? Đấy. Mày đi quay được bao nhiêu cảnh, mày vào trong những cái đề chữ du lịch Việt Nam, nó ra bao nhiêu cái trang mạng của các cơ quan công ty du lịch ở Việt Nam, hình ảnh đầy hết, đẹp gấp triệu triệu lần những cái hình của mày, chỉ khoe mày hả? Hình mày mới lại ông Trần Trùng Trục, mới lại hình mày mới lại ông tài xế mới của mày là ông Nông Thụy Sĩ, có cái hình nào đâu để chạy dọc đường, có gì đâu mà phải khoe là nói là tại vì YouTube nó cho tôi cái tiền như vậy. Mời các bạn nghe tiếp. Xin gửi chị sắp như cái này là tiền đô, chị thấy là chị lo cái bữa tiệc nha. Đó thì có nhiều thứ. Dạ vâng, đúng là lo nhiều thứ cho nó xong, chứ là xong tiền. Bà này bà biết thằng này gáy, thành ra bà vội vàng bà phải lo nhiều thứ. Chứ làm bữa tiệc gì mà 8.000 đô la? 8.000 đô la là cái căn cứ theo lời của thằng Vo Ve thôi, chứ tôi không biết trong đó là bao nhiêu. 8.000 đô la là phải ra là 80 tờ nhé. Mỗi tờ 100 thì mới là 8.000. Đấy, thì tôi đoán là khoảng chừng, anh Nga Thọ Lê, tôi đoán là khoảng chừng 2-3.000 thôi. Không hơn. Đó. Thì bà Xuân bà nói liền, bà bảo lo nhiều thứ chứ phải lo cái chuyện này. Ý rằng bà nói rằng lo cả chuyện ông Trịnh Lương Hy nữa, thấy chưa? Đấy, còn lo chuyện đó là linh tinh linh tang nữa. Đấy, đại khái như vậy, nhưng mà người ta không nói ra. Trong khi các bạn nhớ rằng nó đã làm cái phóng sự cậu bé ăn mày chưa, bữa hôm nọ trong thành phố Hồ Chí Minh, nó làm hình mà nó có móc túi nó cho người ta đồng bạc nào không? Tôi không xem cái video đó nhưng tôi nghe nói như vậy. Và nó bảo rằng nó sẽ về đi ra ngoài Hà Nội, có thì giờ thì nó sẽ làm cái video clip về cái cậu bé ăn mày này. Đấy, rất thương. Mà thương bằng thương miệng hay là thương có cho nó tiền hay không, tôi không biết. Cậu bé không phải ăn mày nữa, cậu bé bán vé số. Mời các bạn nghe tiếp. Ta sẽ hiểu là cái gì đó, như là cái gì của YouTube thì... Hiểu là cái gì đó là cái gì? Rất là rộng rãi, nhờ đi về đây. YouTube nó rất là rộng rãi, nhờ đi về đây. YouTube nó rất là rộng rãi, nhờ đi về đây, đi quăng quang, quay những cảnh non nước Bắc Nam gì đó, nó thấy là cần có sự tham giao, và muốn
những cái hình ảnh của đất nước mình thật đẹp, cho nên mắt tưởng cho ông Hùng, thì ông Hùng mới lấy như vậy gửi chị. Đây là tiền của YouTube này nè, chị cầm chừng nha. Bịa đặt ra. Anh Việt Houston nói rằng 2.500 tiền đặt cọc anh nhớ phải trả lại. Vâng, cảm ơn anh Việt Houston. Ok, bây giờ tới mình phần D mình coi xong rồi, giờ hết D thì tới phần E. E tức là cái người này nhận tiền. Thằng Hoàng Duy Hùng nói rằng đưa tiền cho chị Tiết Xuân lo cho bữa tiệc anh em thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì bà Tiết Xuân nhận xong rồi giao cho thằng này, thì thằng này nó bảo thôi để giữ lại cái lần sau anh Hùng về, thì không biết là Hoàng Duy Hùng có cái lần sau để về nữa hay không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là cầm tiền trước rồi. Thằng điếm đàng lưu manh. Nhưng mà ở đây tôi đặt câu hỏi, thằng Hoàng Duy Hùng, mày là người ăn ở không có hậu, người ta mày tới ngày mùng 7 nhé, ngày mùng 7 tháng 3 mày tới thành phố Hồ Chí Minh, mày khoe nhắn lên rồi anh em đã mời mày đi đãi một bữa tiệc, đúng không? Bữa nay mày trở về chuẩn bị ngày hình như 18 mày đi ra ngoài Hà Nội phải không? Thì tại sao mày chỉ có thằng Sài Gòn Vo Ve và bà Tuyết Xuân ở đây? Ở đây tôi bảo đảm cái clip này lên xong, nếu mà những thằng Sửu Đá, thằng Lê Bảo, thằng người Bạc Liêu, thằng Quốc Tuấn bây giờ đang đánh nhau với thằng Sửu Đá rồi thì không biết là còn được nằm trong danh sách nữa không thì không biết. Rồi thằng Trần Đạt, thì bữa nay Sửu Đá lại đánh thằng Trần Tuấn nữa ấy. Đấy, rồi gọi thằng Trần Tuấn là xã hội đen thì chắc là Trần Tuấn hâm dọa thì Sửu Đá. Thì nhưng mà tôi đặt câu hỏi đây, thằng Hoàng Duy Hùng, mày chưa bao giờ đãi tiệc ai hết. Cái tiền này không phải là tiền của mày và cũng không phải là tiền của YouTube. Đây là một cái màn kịch mà Tuyết Xuân đưa tiền cho mày để mày đưa cho bà. Nếu không thì cũng là tiền của Trần Văn Nam Sơn. Mày biết rằng á, ở bên Mỹ, một người khách ở bên Mỹ về Việt Nam hay là bất cứ ở nước nào về Việt Nam chỉ có quyền mang vào tối đa 10.000 đô la. Ở trong nước đi ra 5.000 đô la. Còn tất cả doanh nghiệp thì chuyện khác. Doanh nghiệp thì không có mang theo tiền mà doanh nghiệp chuyển tiền qua các nhà băng. Mày nhớ vậy. Hoặc là có những cái dịch vụ chứng minh bằng những hóa đơn, giấy tờ thì mới được phép mang quá cái số tiền nhà nước ấn định. Ra khỏi nước là 5.000 đô la, đi vào trong nước 10.000 đô la. Mà ngay tại Mỹ cũng vậy. Ngay tại Mỹ mày đi ra cửa hải quan, thế nó hỏi mày mang bao nhiêu tiền, đúng không?
À, Việt Huy Tân á, nói rằng á, là phải làm clip này để cho ông Trần Văn Nam Sơn biết là đã có nhận tiền, có nhận tiền đấy, tức là trả lại cho bà này. Nhưng mà tại sao bà Xuân lại nói một cái kiểu khác, nhiều việc nữa chứ không phải là cái tiền ăn đấy. Và thằng này thì nó nói bằng tiền YouTube để nó khoe rằng á, nó kiếm được cái tiền YouTube. Cái đấy mới là cái chết của mày Hoàng Nhiều, bởi vì cái lý do đó nó không thuyết phục và nó rất là gượng ép. Một cái view của mày bây giờ từ lúc mày về Việt Nam bây giờ nó bị xuống rất là thê thảm, cao lắm là khoảng chừng 40.000, thì không thể nào một tháng mày kiếm ra được 8.000 đô la được như vậy. Tao cũng làm YouTube mấy năm trời, tao lãnh tiền, tao biết mà. Làm sao mà làm được lên cái mức đó, mặc dù tao có 130.000 người đăng ký. Thì như vậy mày rõ ràng những cái lời mà biện luận à, đây là tiền YouTube vô hình chung nó tố cáo, mày không cần nói cái tiền nó ở đâu hết á, thì người ta còn thắc mắc không thắc mắc. Nhưng mà mày nói cái tiền YouTube mày trả cho ông Hùng á, cái đó mới là cái chết của mày. Cái gian mà không ngoan, khôn mà không ngoan, thành gian hùng mà bịa đặt một cái lý do. Ok, nghe thằng Gobe nó nói gì. Không có đồng đây, chứ còn nếu mà mình không nhận đó, thì anh Hùng anh buồn. Cái này có tiền YouTube lên mà. Đúng, anh Thọ Lê nói đúng, cái bàn ăn này chỉ có 3 người. Quý vị thấy rằng á, đây nha, một sấp đô la đây, hai người này ngồi đây, tức là thằng Vo Ve nó phải ngồi ở giữa, đúng không? Đây là số tiền nó đang cầm mới đưa ra đây, tức là nó ngồi giữa. Nó không thể ngồi một bên phải hay là một bên trái, mà nó ngồi giữa rõ ràng. YouTube đây nè, anh đi thì được may mắn là YouTube nó thương, nó thấy rằng là... Đấy, lại cái câu đó nữa, lại lập luận nữa. Quá, nó cũng muốn là cho nước Mỹ mà thế giới thấy cảnh đẹp như vậy. Thôi bây giờ đây là của YouTube. Nó nhận công lao tất cả từ xưa hôm nay của các công ty du lịch ở Việt Nam, người ta đã bỏ công bỏ sức làm biết bao nhiêu cái video mà high definition, tức là có độ phân giải rất là cao, đầy những hình ảnh thắng cảnh từ Vịnh Hạ Long này kia. Mày bước chân xuống Vịnh Hạ Long chưa, thằng khốn nạn à? Okay. Đi cái chỗ nào đi như là bị ma đuổi, vừa tới nơi chụp mấy cái hình cái xong rồi là đi xuống đấy đi. Người ta đi du lịch thì người ta cũng có thể nhởn nha. Đằng này đi chạy giặc, đi để lấy có hình ảnh để cho có việc làm. Không thôi ngồi ở nhà con le le nó cứ bắt liếm hoài chịu như nổi, đúng không? Ông Tọa Lê đúng vậy, chú nhà báo. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Một tờ giấy 100 đây nha. Đấy, nằm giữa hai người, tức là thằng này phải ngồi ở giữa đối diện chứ phải ngồi một phía. Một phía là bên này này, đấy, bên chai bia này, hoặc là bên này chai 7-Up này, đấy. Con này nó ngồi, rõ ràng nó ngồi ở giữa. Nói tiếp đi, nói dốc nữa đi. Anh em mình chia sẻ với nhau. Chia đi. Số tiền này, em giữ đó rồi lần sau mình tổ chức tiếp nha. Rồi, ok, như vậy là mình cũng cảm ơn. Lúc đầu thì nói là trả cho bà Xuân. Trong bà Xuân thì là, bà Tiếp Xuân thì nói là lý do khác. Thì bây giờ đưa cho thằng phải Sài Gòn Vo Ve thì những thằng khác nghĩ sao? Tụi bay nghĩ sao? Một mình thằng Vo Ve nó lấy 8.000 à? Đó là theo lời của nó. Thì có thể nó nói đúng 8.000, nhưng mà đây thì không có 8.000, nhưng mà nó được một phần, nó được 8.000. Thành ra nó nói để nó xác nhận và nhắc cho cái thằng khốn nạn này biết. 8.000 nha em. 8.000 nha em, đây là chưa đủ đấy. Vo Ve ơi, anh đưa trước cho em đây 3.000, còn 5.000 nữa lát về khách sạn anh đưa cho em. Mà lúc đầu thằng mất dạy này nó nói là đưa cho anh em ở Sài ở Việt Nam, đúng không các bạn? Mà tại sao bây giờ chính lại cái miệng của nó là, nghe lại đi.
em giữ đó rồi lần sau mình tổ chức tiếp nha. Đấy, bây giờ nó lại đổi ý, có vẻ là cái màn kịch không có lớp lang, đó là cái là tự biên tự diễn và đột biến diễn xuất. Lúc đầu thì nói là rõ ràng đưa anh em miền Nam là bao nhiêu người, tất cả những người có mặt, thằng Cường mỏ moi đâu, còn mày có chưa, tất cả những anh em có mặt ngày hôm đó bây giờ đi đâu hết rồi, mà có mỗi một mình thằng Sài Gòn vo ve đấy. Ông Việt Houston ông nói này, bà Tuyết Xuân bắt phải có bằng chứng để không lật lọng. Ok, nghe tiếp. Ok, như vậy là mình cũng cảm ơn anh Hùng đi chứ hả? Thôi chị đại gì? Thấy chưa? Thằng mất dạy à, nghe mừng quá, em cứ giữ đi. Đó, và coi như là lúc đầu nó nói là cho anh em miền Nam. Đấy, của cái này của YouTube cho ông Hùng cho anh em miền Nam. Và bây giờ ông Hùng lại đổi ý, ông Hùng đưa cho thằng Vo Ve. Lộ tẩy hết rồi các bạn thấy không? Cái vở kịch nó không ăn khớp với nhau. Chị thì cảm ơn đi, cái này hai chị em chia đôi. Người 4.000 nha. Người 4.000 nha. Bây giờ đó là bây giờ tới màn kế tiếp. Là cái màn ép. Màn ép là ghi ép là Tuyết Xuân nói không? Cái ép là nhận tiền. Coi như là cái gì gọi là hạ đường chia đôi. Chứ không phải là hạ mũi chia đôi. Đúng là hạ mũi chia đôi. Quý vị thấy các bạn không, cái lối ngồi và cái người quay đây không thể nào mà nó bảo còn nhiều người mà không muốn có mặt, là nó muốn để cho những thằng con nhan của nó đừng thất vọng, chắc chắn sẽ có chia. Nhưng mà ai tin được thằng Vo Ve không? Tại sao không mời được người ta ở ngay trong thành phố Hồ Chí Minh chứ đâu phải ở đâu xa đâu. Bốc điện thoại lên một cái. Ok. Tới đây để ăn bữa cơm cuối cùng tiễn anh Hoàng Duy Hùng về lại Hà Nội. Có gì đâu. Rõ ràng thằng Vo Ve không cho gặp ai hết. Và một mình nó ăn đủ $8,000. Vâng, thì chúng ta nghe hết cái phần này. Em không tại gì cho tất cả anh chị em, cảm ơn anh. Nhưng phần này là hai chị em chia đôi ha. Đấy. Nếu mà bây giờ biếm cho bao nhiêu cái người tờ ra. Thế sao nó bảo đếm một người tờ, tại sao lại không đếm? Và Tuyết Xuân nói là chia đều, tại sao không thế? Thằng rất là điếm. Nó nói 8.000 nhưng mà chưa chắc là có đó 8.000. Nhưng mà tôi cứ căn cứ vào lời của nó là 8.000. Và nó lại còn xác nhận. Hỏi bà Tuyết Xuân lại nha. Chia đôi nha. Đếm cho bao nhiêu cái người tờ ra. Chia đều. Ăn tiếp, ok. Mở đầu video thằng Hoàng Duy Hùng bảo chia cho anh em miền Nam. Bây giờ thì chỉ còn có hai người. Và rõ ràng trong bàn này chỉ có hai người này thôi. Không có ai hết. Cảm ơn đồng nhiều nha. Vậy thì anh hỏi em câu hỏi nha, em có gãi cơm em một cái không? Ok anh, cảm ơn. Rồi thằng BD. Úi giời. Bây giờ thằng BD. Rồi lúc nãy E, F. Bây giờ tới phần D. À, D là vấn đề là chia tay. Không. D là chia tay. À đúng rồi. D là chia tay. A này. B này. C này. D này. E này. F này. Rồi. Bây giờ chia tay là cuối cùng. Gặp chị em mình. Và hôm nay là ngày mai. Là Hùng lại trở lên miền Bắc rồi.
và ảnh có thể là tiếp xúc đi các tỉnh phía Bắc nữa, và ảnh cũng có thể là trở về bên Mỹ, cũng hy vọng gì đó thì ông sẽ trở lại gặp Giang chúng ta. Thì theo chị Tuyết Sinh, và anh trở về Mỹ cũng là hy vọng đó. Thì nó nói câu này là nó chù thằng Hoàng Duy Hùng bị tù à. Nghe lại để coi tôi. Hy vọng gì đó thì anh Hùng sẽ trở lại gặp chị em chúng ta. Thì, à, hy vọng trở lại gặp anh chị em chúng ta. Hôm nay có thể tạm chia tay à thôi. Ôi, kìa, có phải công nhận nó tự nhiên nói, tán vui vẻ, nói lên cái tim nó khủng. Dạ, bắt đầu nó tán nè. Chắc ta nó muốn bớt cứu chót này nè, cái gì đi nha. Cái công nhận đánh giá này nó mong mong. Khi mà, khi tập và quá thật mau lắm, mong lắm chuyến sắp tới sẽ được gặp anh Hùng ngày gần nhất, nếu mà có thể Tết này đúng không? Ok, Tết này vui nữa, Tết nào. Thứ nhất là xin cảm ơn chị Phúc Xuân, các anh chị em ở đây đã nói tiếp một cách rất là vui, tình nghĩa. Anh em một bạn lắm đi, chúng tôi nhỏ rồi là vui có tài rồi. Nhưng mà đặc biệt là vừa rồi tổ chức với các em, anh em là vui chúc cơ thì em rất là vui. Cảm ơn chị Phúc Xuân đã đi chợ vẫn nhớ món tự nhiên cầm hai cái bánh tráng mà phải gọi Lê Thái ra làm đầu đi, cầm hai cái bánh tráng thì tôi thích rồi. Chẳng mang ý kiến ý nghĩa gì hết. Vâng, à, rất đồng ý anh Hùng Phương, phim còn dài tập, cứ bình tĩnh, có nhiều phim hay lắm nhé. Tôi tin chắc rằng sau cái ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất rất nhiều cái câu chuyện. Thì trong cái Hùng Duy Hùng Hoàng này đó, tôi có những cái video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái video chửi Bác Hồ, 7 cái video này. Mục đích tôi đăng lên trên này để cho bên an ninh Việt Nam họ có tài liệu. Tôi nghĩ rằng họ có, nhưng mà thay vì mất công đi tìm thì tôi đã làm sẵn rồi. Ở trong này có cái Kinh Bắc hay Kinh Hoàng ấy. Cái thằng chữ đá mà nó chữ, trong đó có tên Kinh Bắc cho này. Thì cái trở lại thằng chịu đá này, xin lỗi các bạn nha, trở lại thằng chịu đá này đó, là nó đóng kênh, nó là tại vì cái này đây, cái video này đây. Thì nó chấp nhận, có lẽ nó được đền bù bên Tuyết Xuân hay là Nguyễn Quang Trường, thành nó đóng cái kênh này để nó mở một cái kênh mới. Tức là nó lại phải bắt đầu có những người đăng ký này kia rồi mới được kiếm tiền, đâu phải là mở kênh mới ra được có tiền đâu. Các bạn phải có 4 người, 4.000 giờ xem và có 1.000 người đăng ký ít nhất. Và 4.000 người giờ xem thì mới được kiếm tiền. Thì cái video này mục đích để xóa cái phần mà nó nói về Kinh Bắc là ông tướng Trịnh Lương Hy. Cảm ơn Hùng Trần, thằng Súc Vật và Nguyễn Phương Hùng ở bên đó, bên kia nó chửi nó dữ lắm. Tam Sao Thất Bản này, Trần Thu Hồng này bị tù này, Trần Thu Hồng bị tù năm 13 tuổi, 16 tuổi là tôi phân tích hết. Bây giờ đây này, Nguyễn Ngọc như Quỳnh hôm nay này, thằng Hoàng Duy Hùng về, thì theo tôi đoán rằng nó là 18 nó về ngoài Bắc, thì có thể rằng là 19 nó còn đi chơi. 18, 19 nó còn đi chơi. Rồi 20 nó về. Tại vì 20 là đúng 60 ngày. Nó đến Việt Nam 20 tháng Giêng.
bây giờ 20 tháng 3, thì ở bên Việt Nam bây giờ là ngày 17. Thì thằng Sài Gòn Gove nó nói nó làm cái video này ngày hôm 14 theo lời của nó. Thì cái video làm ngày 14, và nhưng mà bảo nó trong đó thì nó nói trước là ngày 17-18. Sao cái bọn này chuyên môn làm video trước xong rồi cái nói ngày luôn này trong đó, không hiểu tại sao. Thì bây giờ là 11:30 ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam là các bạn là 1:30 à. Ở bên Việt Nam là 1:30. Thì có Đập Hoàng Duy Hùng là thường thường lên. Thì tôi nghĩ rằng cái video này thằng Sửu, ai chứ thằng Sửu Đá và thằng Lê Bảo chắc chắn. Thằng Bèo Bảo, thằng Hổ Mèo thì nói rằng là nó sẽ hụt tuyệt tất cả mọi thứ, thì không biết sao. Còn thằng Trần Tuấn á, thì thằng Trần Đạt nói rằng là chấm dứt, thì không có video nào hai ngày hôm nay. Thì Trần Tuấn lại bị thằng Sửu Đá nó mang ra đánh, thì không biết thì thằng Trần Tuấn có dùng Trần Đạt ra để đánh lại Sửu Đá hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là thằng Quốc Tuấn và thằng Sửu Đá đang chửi nhau kịch liệt luôn. Nó dùng những cái ngôn ngữ mà thằng Sửu Đá nó chửi thằng Quốc Tuấn, đây là một cái bài học cho Quốc Tuấn. Đấy. Mày chửi người ta sao bây giờ mày bị người ta chửi lại. Mà công nhận rằng cái lý luận của Quốc Tuấn rất là yếu. Thằng Sửu Đá nó chửi bậy, công nhận nó chửi bậy, nhưng mà nó lại có lý luận hơn cả Quốc Tuấn nữa. Bởi vậy đó, thằng Quốc Tuấn mới bị tụi nó xỏ mũi, mà bây giờ thì thì sáng mắt ra. Thì không biết là cái phần chiếu phim của chúng tôi đến đây chấm dứt. Thì có các bạn có những cái ý kiến gì để chúng tôi xin trước khi chia tay, thì chúng tôi xin đọc một vài cái của các bạn. Phạm Linh nhà báo nói đúng, vô cớ tự nhiên mang quân đi xâm phạm lãnh thổ nước ra là hành động xâm lược. Không, bây giờ chúng ta không bàn chuyện này. Tâm Nguyễn mắm tôm. Một ông thượng nghị sĩ của Mỹ ngày hôm nay chê ông Tổng thống Zelensky đã nói chuyện trước Quốc hội Mỹ mà đọc mà mặc cái áo đó, không có mặc lễ phục gì hết, cho nên mặc quần áo vest thắt cà vạt, thì đã bị báo chí Mỹ cũng như là các đồng viện lên án. Bởi vì ông đã tuyên bố trước rồi, ông đã nói trước đây là đất nước trong thời kỳ chiến tranh, ông bỏ qua tất cả các nghi lễ. Nhưng mà bài diễn văn của ông rất là thuyết phục. Ngay sau bài diễn văn, lần đầu tiên tôi đã thấy là một bài diễn văn trị giá, một bài diễn văn trị giá 12 tỷ đô la. Ngay sau bài diễn văn thì là ông Joe Biden đã gửi ngay 800 tỷ 800 triệu vũ khí, trang bị vũ khí, cộng thêm 200 triệu vũ khí đã đưa qua bên Ukraine từ mấy tuần trước. Lúc nãy tôi nói 7.000 đó, không phải 700 súng vác vai,
đã được đưa. Lý do dùng cho Trung Quốc bay là tại vì các binh lính họ có thể di chuyển và họ có thể đánh du kích dễ hơn. Còn xe tăng thì đương nhiên bữa hôm qua tôi đã chiếu một cuốn phim ở trên Facebook rồi, với lại trên kbjhn.com á, thì cuốn phim những xe vận tải nhà binh đã đưa trên nó có để những cái dàn sóng, dàn phóng trên nó khoảng chừng 16 ống có thể bắn đồng loạt. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng tôi đọc thêm những cái chi tiết ở đây, không biết có bạn nào. Cảm ơn bạn Việt Houston, ông Đức Đầu Bạc đã vào và cho được rất nhiều cái chi tiết. Tổng đại lý mắm tôm le le Hà Dương, tôi đoán là cuối tháng 3 này phải bắt buộc chấm dứt, và theo cái diễn biến này thì có thể chấm dứt sớm hơn nữa. Ngày hôm nay thì Ukraine đã từ chối cái đề nghị hòa bình của bên Nga, tức là bắt buộc Ukraine trở thành một nước trung lập giống như là Thụy Điển hay là Thụy Sĩ, nhưng mà Ukraine từ chối cái điều đó. Và nước của tôi có quyền quyết định, dân chúng quyết định. Vâng, hình như là không có bạn nào cả. Chịu điên chửi Quốc Tuấn hai clip rồi và còn nói tiếp tục chửi Quốc Tuấn nhiều hơn nữa. Vâng, thì hai clip rồi nặng lắm. Thì Quốc Tuấn mới trả lời được có một clip thôi. Đây Bình Thái, tôi lúc nãy tôi nói là chửi kinh khủng luôn, chửi còn hơn nó chửi tôi nữa. Vâng, chào các bạn và mời các bạn vào cả kênh của Tổ Nội Hoàng Duy Hùng hoặc là Vật Lông Móm, tiếp tục chương trình. Cái chuyện phim thì chúng ta còn dài đâu, còn rất dài.